Đồng hành giúp đỡ hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vươn lên làm kinh tế, thoát nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang trong nhiệm kỳ này. Đặc biệt, ngay từ đầu năm nay, nhiều hoạt động nghĩa tình hướng mạnh về các địa bàn vùng sâu, vùng xa đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những người lính Cụ Hồ trong thời bình. Thực tế, phong trào giảm nghèo đã và đang phát triển nhanh cả về phạm vi, quy mô, số lượng và chất lượng. Từ chỗ giúp đỡ xóa nghèo cho từng hộ gia đình lên thành phong trào xóa nghèo cho hội viên cựu chiến binh thôn xã. Mới đây, Hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú tổ chức khảo sát và trao sinh kế gồm 2 con bò giống cho 2 hộ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 15 triệu đồng trên một con. Ủy ban Nhân dân xã và quân dân chính thôn Hòa Hải thì nhận thấy đây là cái sự động viên kịp thời để cho các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng như là thôn kiểu mẫu cũng như là cái vấn đề giảm nghèo trên địa bàn được bền vững. Đến nay, toàn huyện hội đã xóa hết 94 hộ nghèo tiêu chí mới. Hiện chỉ còn 6 hộ hội viên cựu chiến binh nghèo do mất sức lao động. Số hộ khá giàu tăng từ 51,9% lên 57%. So với nhiệm kỳ trước, công tác xóa nghèo chủ yếu tập trung vào việc hình thành các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương như cải tạo vườn tạp, chăn nuôi vườn đồi, qua đó giúp cho hộ nghèo tự lực vươn lên và làm giàu trên chính mảnh đất thửa ruộng của mình. Ở Hòa Vang, hội chiến binh này chủ yếu là các đồng chí là hạ sĩ quan xuất ngũ về, các đồng chí không có cái lương hưu, trên 80%. Bằng cái sự coi như là tự thân hoạt động và sự nỗ lực phấn đấu của phát huy của bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ thì các đồng chí về là đã tự tổ chức tham gia va vốn, chủ yếu là đây là va vốn ngân hàng chính sách xã hội để theo cái đó là mỗi hộ là mỗi cá nhân là khoảng 100 triệu. Chỉ đã vay về phát triển kinh tế. Thực hiện chương trình hành động số 133 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện chỉ thị 05 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố, tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.